nào dám nói với tao là không sợ giờ. Thằng nào dám nói có gan thì cứ giơ tay. Giờ mày không có ở đây mày mới ra oai. Riêng tao điều đó là sai, không nên sợ nó làm. Ba cây tô biệt danh là siêu đạo chích kít, là một tên trộm bí ẩn có tên tiếng Nhật là cây tô kít. Kít là tên bắt nguồn từ bốn chữ số 1412 được user cư cư đô đọc thành cái tên kít này. Cha của cậu là cứ đục. Giờ làm sao để quên tháng năm đó in sâu vào trong tim, ngày nào dòng chơi